vâng và rõ ràng là cây xanh chính là chiếc điều hòa tuyệt vời của tự nhiên để giúp cho những ngày nắng nóng ở các đô thị sẽ bớt phần gây gắt hơn và sẽ là vô cùng dễ chịu khi được đi dưới bóng dâm hoặc là khi mở cửa ra mà chúng ta được nhìn thấy màu xanh tươi mát của những hàng cây nhưng mà trên thực tế ở hà nội bây giờ thì đây vẫn chỉ là một mơ ước xa xôi quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi những hình ảnh sau đây xem thủ đô của chúng ta đang thiếu cây xanh đến như thế nào qua hình ảnh chụp từ vệ tinh của Google Maps, có thể thấy khu vực có nhiều màu xanh bao phủ nhất của thủ đô là các huyện ngoại thành như Ba Vì, Sóc Sơn và một số quận mới như Long Biên, Nam Tử Liêm. Đây là những nơi vừa có nhiều cây xanh, lại có đất nông nghiệp canh tác hoặc đất rừng, nhờ đó mật độ cây xanh cũng tương đối cao. Tại các quận nội đô thì Ba Đình, Hoàn Kiếm nổi bật hơn cả với nhiều màu xanh. Các con đường như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, quanh năm bóng mát. Tuy nhiên, khu vực ở phố cổ lại vắng bóng cây xanh, thậm chí là hoàn toàn không có bóng cây như hàng ngang, hàng đào, tạ hiện. Người dân thủ đô nếu di chuyển ở khu vực quận Đống Đa, Thanh Xuân, có thể cảm giác sẽ khó chịu hơn khi nhiều tuyến đường hầu như không có bóng mát. Như tuyến đường mới xã Đàn, Ô Trợ Dừa, Yên Lãng hay Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương. Đây đều là các tuyến đường rất ít cây xanh hoặc chỉ có cây mới trồng, chưa có tán. Ngay cả nơi từng được coi là khu đô thị kiểu mẫu như Linh Đàm, quận Hoàng Mai, một số khu vực như quanh tổ hợp trung cư HH đang vắng bóng cây xanh. Theo Hiệp hội Công viên Cây Xanh Việt Nam, tính trung bình tại Hà Nội, tỷ lệ cây xanh đang là 2-3 mét vuông một người. Trong khi đó, chỉ tiêu tối thiểu của Liên Hợp Quốc là 10 mét vuông một người và chỉ tiêu của thành phố hiện đại trên thế giới là 20-25 mét vuông một người nghĩa là cây xanh đô thị ở Hà Nội chỉ bằng 1 phần 5 đến 1 phần 10 tiêu chuẩn thế giới.